xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang quay trở lại với nội dung của Chuyện Trong Ngày được phát sóng trên kênh VTC1. Vâng, thưa quý vị, để bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì tôi mời quý vị hãy cùng theo dõi bức tranh bên cạnh tôi đây ạ. Quý vị thấy bức ảnh này có đẹp không ạ? Vâng, thưa quý vị, bức tranh này đã nhận được giải thưởng là giải nhất trong cuộc thi vẽ tranh kỹ thuật số tại một số bang của nước Mỹ. Song thay vì vẽ theo cách thông thường thì Jason Allen là tác giả của bức tranh này đã sử dụng Midjourney là công cụ trí tuệ nhân tạo để vẽ theo mô tả của con người. Và từ đó thì cũng làm dấy lên nhiều phản đối trong cộng đồng yêu nghệ thuật. Tạm gác lại những tranh cãi trái chiều, có thể thấy là trí tuệ nhân tạo AI đang có những bước phát triển lớn và thực hiện được các công việc có độ phức tạp ngày càng cao hơn. Trong tuần thì một sự kiện công nghệ nổi bật là Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam AI for VN 2022 đã được diễn ra trong 2 ngày 22 và 23 tháng 9 tại thủ đô Hà Nội và mang tới hàng loạt các sản phẩm, các giải pháp tự động hóa và cao hơn là AI do chính những kỹ sư Việt Nam phát triển và đang dần được ứng dụng nhiều hơn vào trong cuộc sống của chúng ta. Thưa quý vị, hệ thống này có thể dự đoán được khuôn mặt của tôi mặc dù tôi đang đeo khẩu trang. Đây là một trong những giải pháp AI được mang tới tại AI Summit năm 2022 diễn ra vào ngày 22 và ngày 23 tháng 9 tại thủ đô Hà Nội. Tại sự kiện thì cũng có rất nhiều những giải pháp AI được mang tới giúp cho các doanh nghiệp phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống con người cũng như là bảo vệ nguồn tài nguyên. Ở đây tôi đang đứng cạnh một giải pháp nữa ứng dụng công nghệ tự động hóa cũng như là trí tuệ nhân tạo trong việc là giám sát nuôi trồng thủy sản, đó là việc giám sát việc nuôi trồng tôm tại tỉnh Cà Mau. Bên cạnh tôi là anh Hoàng Việt Anh, là phụ trách công nghệ của công ty GFD. Vâng, xin chào anh ạ. Việc ứng dụng công nghệ tự động hóa cũng như AI trong việc giám sát việc nuôi tôm tại Cà Mau được công ty triển khai như thế nào? Giải pháp này chúng tôi dựa trên hai cái trụ cột chính. Thứ nhất là công nghệ tự động hóa quan trắc môi trường. Nó cho phép chúng tôi là thực hiện những cái trạm quan trắc mà hoàn toàn là ngoài thực địa ở những cái vùng sâu vùng xa, có thể chịu được các cái vấn đề về xói mòn của nước biển cũng như là không cần phải có điện, hoàn toàn là tự động và giám sát từ xa những hoạt động này, thay đổi cái tần số đo, thay đổi những cái thông số đo theo cái yêu cầu. Cái trụ cột thứ hai là chúng tôi vì cái con tôm này là dưới cái tán rừng nên là theo cái yêu cầu của ngành lâm nghiệp thì người nông dân nuôi tôm phải duy trì một cái diện tích rừng là ít nhất là 60%. Thế tuy nhiên là cái việc theo dõi cái việc là duy trì rừng này trên một cái diện tích lớn nó cũng rất là khó khăn, tốn rất là nhiều công. Thế thì chúng tôi sử dụng cái công nghệ là AI để phân tích ảnh vệ tinh tự động 2 tuần một lần, thì 2 tuần một lần trên toàn bộ cái diện tích rừng ngập mặn của tỉnh Cà Mau, thì hệ thống của chúng tôi sẽ quét và tìm ra những cái lô rừng mà đã bị khai thác, sau đó gửi cái thông tin này cho chi cục kiểm lâm của tỉnh. Lâu dài hơn, khi chúng tôi mong muốn là khi mà có một cái chuỗi số liệu theo thời gian cộng với cái việc là chúng tôi thu nhận được những cái thông tin về thời tiết, thông tin về thủy văn, thông tin về cái sức khỏe con tôm trong những khu vực chúng tôi giám sát, thì tôi sẽ đưa ra được cái mô hình dự báo là với cái số liệu như thế này thì có thể là 2 tuần nữa, 3 tuần nữa nó sẽ có những cái tai biến môi trường gì để người dân có cái khả năng ứng phó nó dài hạn hơn. Vâng, xin cảm ơn anh với những trao đổi về giải pháp này. Vâng, doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước đều đang có những cái bước tiến đầy triển vọng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI tại Việt Nam. Đây cũng là điều mà các ông lớn như là Google, Amazon, Apple hay là Facebook cũng đang chạy đua để phát triển. Tuy nhiên, khi một chiếc điện thoại thông minh có thể sử dụng AI và cảm biến âm để nhận diện giọng nói, thì cảm biến đó cũng dễ trở thành một thiết bị nghe trộm. Điều này đang đặt ra các thách thức mới về mặt đạo đức và pháp lý. Thanh toán bằng khuôn mặt là giải pháp mà doanh nghiệp ví điện tử này đang thử nghiệm. Thay vì 15 giây như trước, thời gian thanh toán của người dùng giảm xuống còn 3 giây. Tuy nhiên, khi ứng dụng công nghệ AI thì nguy cơ tấn công mạng, đánh cắp thông tin càng lớn. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp cần có cả đội ngũ nhân sự và công nghệ mạnh để bảo vệ dữ liệu cho người dùng. AI là một công nghệ tương đối mới, và công nghệ mới nào cũng vậy, để cho nó có được cái hiệu quả đối với người dùng thì phải trải qua rất nhiều bước. Chúng tôi phải đi thu thập dữ liệu, chúng tôi thậm chí là chấn chỉnh những cái quy trình của công ty để cho cái dữ liệu chúng tôi thu được nó sạch hơn, nó có hiệu quả hơn. Theo thống kê của KMGP, hiện có 56% doanh nghiệp trên thế giới đang ứng dụng AI. Dự kiến năm 2030, AI đóng góp hàng nghìn tỷ đô la Mỹ cho kinh tế thế giới
và có thể tạo ra 1,2 triệu việc làm vào năm 2034. Tuy nhiên, ngoài vấn đề công nghệ, chúng ta cần quan tâm về các quy định, quy tắc về bảo vệ và sử dụng dữ liệu. Dữ liệu là yếu tố rất quan trọng trong bất kỳ ứng dụng nào của trí tuệ nhân tạo. Do đó, ngoài vấn đề công nghệ, chúng ta cần quan tâm về các quy định, quy tắc bảo vệ, sử dụng dữ liệu đáng tin cậy. Trí tuệ nhân tạo và công nghiệp 4.0 xét cho cùng đều xoay quanh con người. Làm thế nào mang lại lợi ích tối đa cho người dùng và kết nối hiệu quả thế giới thực và thế giới số? Chúng tôi đào tạo về AI, làm sao để ứng dụng hiệu quả nhất trong thực tế mà vẫn đảm bảo các nguyên tắc đạo đức. Tại Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam năm 2022, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, về vấn đề cơ sở dữ liệu, nền tảng để phát triển trí tuệ nhân tạo, Chính phủ có nhiều đề án nhưng đang triển khai quyết liệt đề án 06, từng bước xây dựng kết nối cơ sở dữ liệu nhiều tầng lớp liên quan đến từng người gắn với bảo đảm tính riêng tư. Có những kết quả ban đầu nhưng mà đây là một lộ trình rất dài. Chúng ta nghe thấy rất nhiều ứng dụng rất là cao và siêu này. Chúng ta nghe những tác dụng rất tuyệt vời. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng có những cái cảnh báo về tương lai, nếu mà chúng ta không chú ý đến tất cả mọi vấn đề đều không quan trọng, nếu chúng ta không chú ý mặt trái, chúng ta không có các quy định định hướng ngay từ ban đầu thì sau này cũng sẽ có những cái hậu quả. Đánh giá cao về tiềm năng phát triển trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam thì chính phủ Australia đã có chương trình hỗ trợ giúp cho Việt Nam tăng tốc trên lộ trình thực hiện chiến lược về AI. Thông qua chương trình hỗ trợ củng cố hệ thống đổi mới sáng tạo của Việt Nam có tên là Arts for Innovation, chính phủ Australia cũng đã dành ngân sách tương đương hơn 255 tỷ đồng cho các chương trình AI tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2022. Ngay bên lề Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2022 vừa được diễn ra tại thủ đô Hà Nội, chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam để tìm hiểu về triển vọng hợp tác giữa hai bên. Vâng, thưa ngài đại sứ, ông đánh giá như thế nào về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam? Tôi hiểu là Việt Nam cam kết sâu sắc trong việc xây dựng một nền kinh tế hiện đại dựa trên công nghệ, không chỉ để vươn lên từ COVID-19 mà còn để đạt được tham vọng phát triển Việt Nam trong tương lai. Và sự quan tâm đến từ công nghệ trí tuệ nhân tạo AI đã thể hiện được năng lượng và tham vọng thực sự đó. Điều đó thật tuyệt vời đối với chúng tôi vì chúng tôi đã chọn Việt Nam là đối tác chính để thực hiện các dự án về trí tuệ nhân tạo giữa hai quốc gia. Theo ông thì cần phải làm gì để có thể thúc đẩy và phát triển ứng dụng công nghệ AI vào trong thực tiễn? Tôi nghĩ chúng ta phải xây dựng sự kết nối và chia sẻ giữa những người nghiên cứu, phát triển và tạo nên một cộng đồng AI với nhau. Đó là việc tập hợp các nhà hoạch định chính sách lại với nhau, vì môi trường tạo điều kiện là rất quan trọng để cho phép AI phát triển. Cùng với đó là việc tập hợp các nhà nghiên cứu, các học giả, những người kinh doanh lại với nhau, bởi vì chúng tôi muốn đưa những ý tưởng nghiên cứu về AI được ứng dụng trong thực tiễn, chứ không chỉ để nó trong các trường đại học. Vậy ông có thể chia sẻ một chút về kế hoạch hợp tác với Việt Nam trong nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo trong thời gian tới được không? Tôi vẫn đang trong tuần đầu tiên của mình, vì vậy tôi vẫn đang tiếp tục học hỏi. Nhưng các chuyên gia trong đại sứ quán sẽ hỗ trợ cho tôi tiếp tục triển khai các công việc hợp tác đang thực hiện tại đây. Một trong những công nghệ AI mà chúng tôi đang giới thiệu ở đây đến từ Đại học Griffith. Ở đây có nhiều mô hình AI với các cấp độ khác nhau đến từ các chuyên gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo của Úc. Tôi rất tự hào trở thành một phần trong hành trình hợp tác phát triển AI giữa Việt Nam và Úc tới đây. Một lần nữa, xin cảm ơn Ngài Đại sứ Andrew đã cùng đồng hành và chia sẻ những thông tin cùng với chương trình ngày hôm nay. Các tên tuổi công nghệ hàng đầu Việt Nam hiện nay, họ đều đã bắt tay vào nghiên cứu phát triển và ứng dụng AI cho các sản phẩm của mình. Tất nhiên, AI không phải là cây đũa thần, biến không thành có. Để thực sự phát triển và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo bắt kịp với xu hướng thế giới, thì các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải vượt qua không ít những thách thức. 60% doanh nghiệp tuyển dụng trong ngành trí tuệ nhân tạo nhận thấy thách thức lớn nhất là vấn đề nhân lực. Khi AI phát triển nhanh, tìm kiếm một chuyên gia có đủ và sâu kiến thức về AI là rất khó. Trong khi đó, lĩnh vực đào tạo AI chỉ đáp ứng khoảng 10% yêu cầu tuyển dụng. Cho nên là chúng ta thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng. Chất lượng ở đây có nghĩa là mạnh về chuyên môn, mạnh về soft skill, mạnh về các kỹ năng mềm và sử dụng tiếng Anh tốt. Thế thì phần lớn sinh viên của chúng ta thì rất giỏi toán, rất giỏi lập trình,
Nhưng mà những cái khả năng như là thuyết trình, khả năng nghiên cứu tài liệu chuyên sâu và khả năng làm việc nhóm, thì trong quá trình mà tôi cũng có khoảng gần 10 năm hướng dẫn các bạn sinh viên nghiên cứu khoa học ở Việt Nam và bây giờ trực tiếp tham gia giảng dạy, thì đấy là những cái kiến thức hay là kỹ năng còn thiếu để tham gia trực tiếp được vào cái thị trường công nghệ thông tin mà chuyên gia hay là kỹ thuật viên chất lượng cao. Phát triển AI tại Việt Nam còn nhiều thách thức, nhưng điều đó không ngăn cản các doanh nghiệp Việt đi sớm và bước thẳng vào kỷ nguyên AI từ vài năm qua. Từ năm 2019, VinAI đã có hơn 100 công trình được công bố, đạt chất lượng ngang bằng với các nghiên cứu trên thế giới về AI. Lãnh đạo VinAI tin rằng, với những sản phẩm AI có giá trị gia tăng cao, ứng dụng trên toàn cầu cùng với hoạt động đầu tư nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực là cơ sở để AI tại Việt Nam có thể theo kịp các nước phát triển. Nếu chúng ta có thể chọn những cái vấn đề mà nó mang tính ứng dụng thực tế rất là cao tại Việt Nam, nhưng cũng đồng thời là cái mang tính ứng dụng thực tế phục vụ cho tất cả mọi người khác trên thế giới. Nếu mà chúng ta chọn được một cái vấn đề như vậy, thì tôi nghĩ là khi mà chúng ta giải quyết cái vấn đề đó, thì cái tiềm năng cũng như là cái tất nhiên là khả năng thành công sẽ khó, bởi vì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái sự cạnh tranh đến từ tất cả các công ty khác ở trên thế giới. Nhưng mà nếu chúng ta thành công thì cái giá trị mang lại thực sự là lớn. AI thì sẽ có rất nhiều những cái ứng dụng của AI, tuy nhiên thì không phải ứng dụng nào cũng thể ứng dụng vào những cái lĩnh vực của đời sống con người Việt Nam được. Thì những cái sản phẩm do người Việt Nam tạo ra nó sẽ có tính nội địa hóa cao, tức là sẽ đánh vào những cái bài toán đặc biệt mà những cái mô hình, những cái bài toán chỉ có Việt Nam mới có. Thì đó sẽ là những cái điểm nổi bật để mà có thể là cái thế mạnh cạnh tranh so với những cái giải pháp AI đến từ quốc tế. Tính đến năm 2021, Việt Nam đã phát triển AI mạnh mẽ, tăng 14 bậc, trở thành quốc gia đứng thứ 62 toàn cầu và đứng thứ 6 trong ASEAN về chỉ số sẵn sàng AI. Và chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI đến năm 2030 đang từng bước đưa Việt Nam trở thành điểm sáng về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI trong khu vực và trên thế giới. AI nó không chỉ dừng lại ở đấy mà tất cả các ngành đều có thể sử dụng. Ví dụ như là y tế thì mình có thể là hoặc là chăm sóc khách hàng chẳng hạn, thì trong bán lẻ thì mình đều có thể sử dụng chatbot hoặc là chăm sóc y tế hoặc là hỗ trợ việc phân bổ vaccine, các thứ rất là nhiều bài toán. Nếu mà so với thế giới thì bên mình thì mình có cái lợi thế về nhân sự, về khả năng tiếp cận công nghệ. Đấy là cái ưu điểm của mình. Nếu mà nói cái tương lai của cái lĩnh vực AI như thế nào thì chúng ta cũng có thể tưởng tượng như là điện vậy. Nó sẽ là một cái động lực thúc đẩy của hầu như tất cả các ngành giáo dục, như chẳng hạn như tài chính, chẳng hạn như sản xuất. Chúng tôi cũng đang tham gia xây dựng các cái giải pháp để thúc đẩy và đảm bảo nó chắc chắn sẽ là một cái tương lai rất là đẹp và tươi sáng để cho chúng ta có thể cùng phát triển trong cái lĩnh vực trí tuệ nhân tạo này. Thực tế thì trong thời gian qua, công nghệ AI đã ngày càng trở nên thiết yếu trong mọi mặt của đời sống tại Việt Nam và được chúng ta ứng dụng một cách mạnh mẽ và tích cực, nhất là trong các lĩnh vực như là đô thị thông minh, y tế, bảo hiểm, nông nghiệp thông minh, công nghệ môi trường. Đặc biệt là trong giai đoạn nước ta chống dịch COVID-19 vào hai năm 2020-2021, thì nhiều ứng dụng AI được phát triển để hỗ trợ sự tương tác với người dân, chẩn đoán mắc bệnh cũng như là khoanh vùng chống dịch. Một số doanh nghiệp, tập đoàn lớn, họ cũng đã xây dựng và phát triển các trung tâm nghiên cứu và phát triển AI tại Việt Nam và từ đó thu hút nhiều chuyên gia hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực này đến đây làm việc. Đồng thời, thì nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo áp dụng công nghệ AI trong các sản phẩm, dịch vụ mới, từ đó hứa hẹn sẽ là những lực lượng doanh nghiệp đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế trong lĩnh vực AI. Và đây là những nền tảng quan trọng trong việc nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI trong tương lai, góp phần giải quyết những vấn đề trong phát triển kinh tế xã hội và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh. Đến đây thì chúng tôi xin phép khép lại nội dung của chuyện trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại.